các bạn trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem được những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề. Did you find the puppets too? Yes, but I'm stolen. What? Bấm phím ship. Jonah. Ok, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành là đi tiếp theo part tiếp theo của cái loạt là Shelly Tomb Raider. Đây là cái loạt là gấu tấn công người. Mình sẽ đi theo cái loạt tát tiếp theo này. Và các bạn như mình đã nói thì các bạn nhớ ủng hộ trên kênh của mình, là các bạn nhấn chữ subscribe hoặc like hoặc share video đi bất cứ nơi nào các bạn muốn để cho bạn bè chúng ta xem, được chưa, để ủng hộ mình, giúp mình có được 100.000 subscribe, được chưa. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp theo cái phiên bản này, đi đến phiên bản cuối. Mình sẽ đi tiếp ra phiên bản người tuyết. Cô ta đang bị rất rất lạnh ở trên cái tuyết. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp nào. Sau khi cô ta bị bất đồng, bị ở đây cái sóng GPS cũng kém nữa, gọi không được. Jonah, nếu anh có ở đây thì anh quay lại. Keep moving. Ta bị kẻ là tuyết. Đấy. Bây giờ đang kẻ là tuyết này, được chưa? Có nghĩa là lúc nãy cô đã gọi điện cho ông Jonah là không được quay lại. Có nghĩa là không được quay lại ở chơi đây nữa, bởi vì cô ta đã bị mắc kẹt ở đây. Đây, đây. Có nghĩa là bây giờ cô đó đang bị hết kiệt sức, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái nguồn nguyên liệu nào đó để chúng ta sống qua ngày, sống ở đây. Đấy, các bạn cần phải theo cái này đấy, cái bối cảnh của nó, được chưa? Nó rất tuyệt vời luôn. Có cái gì ở đây? Đấy. Các bạn phần chú ý, đây là một cái tựa game nó xuất ra thị trường, nó đã not enough to last the night. Need to gather more. Dry enough to burn. I hope. Rồi ơi, thức ăn đây rồi. Ôi rồi ơi. Chó sói chúng ta ăn nào. Được, đây là một nguồn năng lượng. Ôi ôi ôi. Rồi. Back to camp.
À đây, chúng ta quay lại đây. Rồi, bây chúng ta sẽ nhóm lửa ở đây, chúng ta sẽ nhóm lửa ở đây và để chúng ta sẽ hồi sức tại cái khu vực này. Ok, sau khi Lana đó được hồi phục lại sức ở cái khu vực đó, ok, đây là cái bản và biểu đồ cung cấp lại cái cung tên của chúng ta. Các bạn có thể xem ở đây, là cung giúp chúng ta bắn tên địch nó tốt hơn. That he found a way back. I just couldn't risk having him with me. Not again. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path, and mine alone. Rồi chúng ta sẽ update cái cung của chúng ta. Đây, cái cung của nó có cái đặc điểm, cái cung của nó chế tạo rất tinh xảo luôn. Nó chế tạo từ từng khúc một các bạn. Ok. Đây là cái dìu của chúng ta, đây là bộ quần áo, trang phục của chúng ta sẽ có thể có mấy bộ trang phục. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nào. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp này. À, mình sẽ đi con đường nào nào? À. Chúng ta đi con đường nào nào?
Bây giờ mình sẽ nhặt, mình sẽ tìm những, bây giờ mà mình muốn củng cố cho cái hệ thống của chúng ta, nó sẽ nâng cấp những thứ cần thiết cho chúng ta. Bây giờ gỗ này, à nó bảo cành cây này, cái cành cây để trèo lên. À chúng ta sẽ nhảy vào cái cây này, à lên đây. Mình phải nhảy lên thành cành cây này. Cái này nó phải trèo đến cái cây này cơ các bạn. Đây, kéo này được chưa? Đây. Ok. Rồi. Có con gì? Ô trời ơi, gấu kìa. Ôi. Chạy. Chạy nhanh nào. Trời ơi. Không được, chúng ta thử lại nào. Trời ơi. Trời ơi. Nhanh. Chạy nhanh nào. Trời ơi. Chậm quá. Trời ơi. À chúng ta bị gấu, chúng ta phải chui vào cái lúc nãy này các bạn này. Trời ơi, chậm quá. Gấu. Đấy. Rất hay rồi. Chúng ta phải chơi luôn vào đây. Rất hay rồi. Anh em comment tiếp tục nha. Trời. Mà ai đã được kết rồi thì mọi người có thể inbox trực tiếp luôn.
Trời ơi, có nghĩa là mình phải đi nhanh. Trời ơi, chậm quá. Phải đi nhanh nào. Ôi, chỗ mình trời mưa. Chỗ mình trời mưa to quá các bạn. Cái này hết cả chi lai thiếu phí nhập đấy không được có xe bởi có không. Đi viện ở chỗ nào. Đi mới viện ở chỗ nào. Kéo kéo. Đây, được rồi. Trời ơi, chậm quá, mình thực hiện chậm quá. Trời, đi nhanh nào. Chạy nhanh. À, có nghĩa là lúc nãy mình thấy một cái búng kia, mình phải nhảy lên cái búng kia, qua cái búng kia là nó bị lún, là mình sẽ không chạy kịp bọn... mình sẽ không chạy kịp cái con đó. Giờ đây nhảy nào đấy, con phải nhảy chui xuống. Ôi, mày đi nào biến rồi. Trời ơi. Này, chú này. Các bạn phải xím xe để chúng ta sẽ giết gấu rồi kìa. Trời ơi, sợ thật. Xe gấu này. Trời ơi, không kịp. Mình phải bấm phím C thôi, nó bấm phím F cơ các bạn, nó nhảy ra. Các bạn xem mình làm lại nhá. Trời ơi, sợ thật. F, gấu này. Trời ơi, la xa. Trời ơi. Rồi các bạn xem cái này, tựa này một chút nha. Các bạn xem intro này một chút. Lara, using to use the door again, I see. But it's possible, so Dad. Are you going on another adventure? Yes, my greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. Who's business? Too dangerous. Lara, listen. Someday you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. You love it, darling. I need to take this. Got to bind this wound. Thank you.
Được gặp lại với các bạn trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem được những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề.